Xin chào tất cả anh em. Cuối tháng này 28-29 tháng 9 thì tại Đồng Mô sẽ diễn ra một cuộc đua dành cho những chiếc xe địa hình có thể nói là lớn nhất tại Việt Nam. Và hôm nay thì tôi xin phép giới thiệu với các bạn một trong những chiếc xe mà chắc chắn sẽ có mặt trong cuộc đua này. Đó chính là Ford Raptor. Có thể nói thì Ford Raptor hiện tại là dòng xe bán tải có lẽ là khủng khiếp nhất ở Việt Nam nếu được phân phối chính thức. Ford Raptor Biturbo hiện tại thì đang có giá bán xấp xỉ 1,2 tỷ đồng và sẽ đi kèm với chương trình khuyến mại đâu đó khoảng 30-35 triệu tùy thời điểm. Chi tiết khuyến mại, giá bán và thủ tục trả góp các bạn vui lòng liên hệ trực tiếp với số hotline mà tôi đính kèm trên video. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tìm hiểu qua đôi chút về chiếc xe được mệnh danh là quái vật thật sự của dòng bán tải tại Việt Nam, Ford Raptor. Có một điểm đáng chú ý ở mẫu xe Raptor này, nó không phải là một chiếc xe bán tải chở hàng thông thường mà theo quy định nhập khẩu thông tư được ký vào thời điểm khoảng cuối 2012 thì những chiếc Raptor kiểu như thế này sẽ được mang biển số, nộp thuế và tất cả các chi tiết theo kèm giống chiếc xe con, bởi vì đơn giản nó là một chiếc xe bán tải chở người đúng nghĩa. Công năng sử dụng vượt quá 80% chở người thì sẽ được mặc định là chiếc xe bán tải mang biển xe con. Như các bạn đã biết là với một chiếc xe bán tải thông thường thì cái thời hạn sử dụng sẽ được quy định là 25 năm kể từ thời điểm xuất xưởng. Tuy nhiên thì chiếc Raptor này vì đã mang biển và nộp thuế giống như xe con, vậy nên là chiếc Raptor này sẽ không có niên hạn sử dụng. Đó là một điểm có thể nói là cái được cái mất. Cái được ở đây là các bạn sẽ có một chiếc xe con thực thụ, chúng ta sẽ có một niên hạn sử dụng mãi mãi. Thứ hai nữa là mọi chi phí, ví dụ như là bảo hiểm trách nhiệm dân sự, chi phí cầu đường các thứ chúng ta sẽ được ưu tiên rất nhiều. Tuy nhiên bù lại thì việc phải chịu thuế trước bạ lên đến 12% đối với Hà Nội và 10% đối với các tỉnh thành còn lại cũng là một con số khá là cao. Ngoài ra thì cái số tiền chênh lệch biển số của Hà Nội khoảng 20 triệu so với xe bán tải thông thường 500.000 cũng là một con số khá lớn. Đó là về cái tổng số mà chúng ta có thể các chi phí dẫn đến việc mà mình phải hoàn thiện một chiếc xe này thì nó đâu đó nó rơi vào khoảng tầm ngoài 1,3 tỷ đồng nếu các bạn đăng ký Hà Nội. Số tiền này thì sẽ tương đương với một mẫu xe SUV của Ford bán rất chạy, đó chính là Ford Everest phiên bản một cầu số tự động, ngoài 1 tỷ 3 các bạn nhé. Đó. Như các bạn đã quan sát thì chiếc Ford bán tải này đầu tiên mà tôi nhận thấy đó chính là một cái sự đồ sộ. Các bạn nhìn toàn bộ tất cả những thanh rằng phía trước, chữ Ford này, logo này, cản trước, cản sau, góc thoát nó rất là lớn. Đấy. Toàn bộ hệ thống cụm đèn này, rồi là cụm đèn này là đèn hít các bạn nhé. Ánh sáng trắng xanh, rất là sáng, đèn LED ban ngày cũng có đầy đủ. Phía dưới này chúng ta sẽ có một cái đèn gầm sương mù. Ở phía trước này, thì như tôi đang quan sát là hiện tại chúng ta sẽ không có cảm biến trước đâu các bạn. Một chiếc xe như này mà không có cảm biến trước thì cũng có gì đó nó hơi thiếu sót. Tuy nhiên là các bạn nhìn này, toàn bộ cái phần vị trí ở chỗ tay tôi này, cộng với cái vành cua lốp này, và đặc biệt là bộ lốp này 17 inch thôi nhưng nó là một chiếc lốp địa hình đích thực, nó sẽ tạo cho chiếc xe có một cái sự tôi có thể nói là khủng khiếp. Nhìn từ đằng xa nó đồ sộ. Các bạn nhìn đấy. Và thậm chí nếu mà chiều ngang cả một sải tay cũng không thể ôm hết được. Đó là tổng thể phần đầu. Nét cứng cáp đầu tiên là chúng ta tìm hiểu được, đó chính là đồ sộ khủng khiếp luôn. Ở phía dưới này chúng ta sẽ có một cái khối động cơ có thể nói là mạnh nhất ở phân khúc bán tải hiện tại. Khối động cơ 2.0 biturbo máy dầu đi kèm hộp số tự động 10 cấp cho công suất tối đa lên đến 218 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt 500 Nm. Và đặc biệt ấy, là cái mô men xoắn cực đại này nó sẽ dừng lại ở cái vòng tua rất thấp, đâu đó chỉ khoảng tầm 1750 đến 2000 vòng trên phút, đạt hiệu năng rất cao và lại cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu. Đó là điều mà chúng ta có ở một cái khoang động cơ như thế này, một hộp số tự động 10 cấp. Chúng ta vòng qua một chút về phía hông xe đi. Các bạn nhìn bộ lốp này, 17 inch, một chiếc lốp địa hình đích thực các bạn nhé, lốp gai luôn. Thật ra cái này sẽ rất là phù hợp và nó phát huy hiệu quả tối đa, đặc biệt là trong những cái cung đường lầy lội, những cung đường khó. Còn nếu mà trong trường hợp chúng ta di chuyển trên phố thì tôi nghĩ là bộ lốp này nó lại quá thừa thãi, chưa chắc đã êm ái bằng những chiếc lốp thông thường trên những xe Wildtrak hoặc là những chiếc XLS đâu. Đây, bậc dẫm này, hợp kim nhôm, rất là cứng cáp. Tay nắm cửa thì cùng màu thân xe. Đấy, ở đây chúng ta có một cái cảm biến nhỏ để mở cửa thông minh này. Gương chiếu hậu cùng màu thân xe, gương chiếu hậu được sơn màu đen. Tuy nhiên thì lại chưa có cảm biến cảnh báo điểm mù các bạn nhé. Bán tải chưa có cảnh báo điểm mù, chắc là chúng ta cũng phải cân đối lắp thêm thôi. Mà các bạn vòng qua đằng sau một chút đi, ở phần phía đuôi xe này. Ở phần đuôi xe này các bạn nhìn này, chúng ta sẽ có những cái điểm nó rất là khác so với chiếc
Wycheck, dòng chữ Raptor nổi bật. Ở Wycheck thì chúng ta có một cái khoảng đâu đó khoảng tầm này đấy, để ký hiệu phiên bản, thùng này, trợ lực. Và có một điểm đáng chú ý ở cái thùng xe Raptor này, nó là một chiếc xe bán tải, có thể nói là bán tải chở người. Nên là tôi nghĩ cái thùng xe như này nó hơi nhỏ so với một chiếc mẫu bán tải thông thường. Nó nhỏ hơn Wycheck, nhỏ hơn Hilux, nhỏ hơn Nissan Navara. Đấy. Rất là nhẹ nhàng. Phía sau này thì chúng ta sẽ được trang bị đầy đủ tất cả 4 cảm biến, bao gồm 2 cảm biến lùi, 2 cảm biến góc này. Camera lùi thì được đặt tại logo này. Và cái này này, nó rất là đắt. Anh em sử dụng xe thì phải tuyệt đối lưu ý cái vấn đề này. Bóc một cụm phát cả logo, cả camera. Chúng ta thay thế cái chi phí nó rất là tốn kém. Ở phần đèn hậu thì không có nhiều điều để nói đâu. Chúng ta sẽ vẫn sử dụng những cái thiết kế đèn hậu kiểu như trên những chiếc Ford Ranger thông thường. Có đèn lùi, đèn xi nhan và đèn báo phanh. Tất cả đều là đèn halogen thông thường. Đó, tổng thể phía bên ngoài thì có một điểm nữa mà tôi muốn nói với các bạn. Đó chính là cái hệ thống giảm xóc, hệ thống phuộc sau. Một hệ thống giảm xóc có thể nói là chưa xuất hiện tại Việt Nam. Đó chính là hệ thống giảm xóc Ford Chasing Racing. Cái này thì cực kỳ, phải nói là cực kỳ hiệu luôn, hàng hiệu đích thực luôn. Các bạn phải lái, phải vào những cung đường khó, chúng ta mới có những cái sự cảm nhận thực tế được về cái giảm xóc này nó tốt như thế nào. Bây giờ mà tôi mời các bạn vào trong khoang cabin đi, để chúng ta sẽ tìm hiểu đôi chút xem khoang cabin thì nó có cái gì đặc sắc nào. Đây, tôi đang có mặt trong khoang cabin. Chìa khóa của Ford này, nó cũng giống như trên Everest thôi, nhưng mà có chữ Raptor này. Đấy, siêu đẹp luôn, đó. Nhìn chìa khóa đã thấy yêu rồi. Đề nổ từ xa, đề nổ thông minh các bạn nhá. Cái này hơi tiếc khi không có đề nổ từ xa đâu. Đó, tay lái này, có một khoảng đỏ nhỏ chia đôi luôn. Cần số, lẫy chuyển số vô lăng. Đây có lẽ là chiếc xe Ford cuối cùng mà được trang bị cái lẫy chuyển số trên vô lăng này. Còn lại thì tất cả những lẫy chuyển số ở những mẫu xe khác đã được chuyển xuống dưới cần số này. Và có nút cộng trừ rất là nhỏ. Cái này thì chắc là nếu mà chạy chế độ bán tự động thì phê phải biết luôn. Đó. Ở phía giữa này chúng ta sẽ có một cái màn hình đa thông tin, điều hòa, hai vùng độc lập. Có chế độ mắc mắc lạnh, mắc nóng rất là, nói chung là điều hòa thì ổn, không có gì chê cả. Phía dưới này chúng ta sẽ có cân bằng điện tử này, gài cầu khóa V-Sai, hỗ trợ đổ đèo. Hệ thống gài cầu, hai cầu bán thời gian này, hai cầu nhanh, hai cầu chậm. Đó. Mà có một điều nhá, đáng lưu ý ở cái mẫu xe này, đó là nó khác hoàn toàn so với những cái mẫu xe thông thường trên thị trường. Khi mà chúng ta lựa chọn chế độ lái thì thường nhá, ở các mẫu xe mà có thể nói là mẫu xe địa hình còn lại, chúng ta sẽ có những cái núm xoay xoay vặn vặn tại vị trí này. Tuy nhiên ấy thì Raptor lại thay đổi hoàn toàn, và chúng ta sẽ điều chỉnh bằng hệ thống điện tử ở trên cái bảng điều khiển đa trung tâm này. Chúng ta sẽ có tới 6 cái chế độ vận hành. Đó. Chúng ta đi thông thường này, chúng ta đi sport này, chúng ta đi đồng cỏ này, tuyết này, chúng ta đi vào đường lầy lội này, chúng ta đi vào đường ba ra vượt dốc đổ đèo này, và cuối cùng là chúng ta sẽ đi ở những cái đoạn đường đá hộc có hiện tượng bênh bánh nghiêng xe. 6 chế độ lái, 6 chế độ lựa chọn địa hình như thế này thì tôi nghĩ là không có một cái bất kỳ một cái địa hình nào có thể làm khó được Ford Raptor ở cái thời điểm hiện tại tại Việt Nam. Tôi đã chứng kiến những chiếc Ford Raptor này nó vượt địa hình hoàn hảo, nhẹ nhàng giống như trên đường trường khi mà tôi trực tiếp quan sát tại Đồng Mô. Nếu có dịp thì có lẽ là tôi sẽ mời các bạn liên hệ trực tiếp với ban tổ chức VOC vào ngày 28-29 này tại Đồng Mô, để chúng ta có thể có cơ hội chiêm ngưỡng thực tế cái mẫu xe Raptor này nó hoạt động hiệu quả ra sao trên những cái cung đường khó khăn, những cung đường địa hình. Về yếu tố tiện nghi thì có lẽ là tôi thích một cái tính năng mới, hệ thống chống ồn chủ động. Hệ thống này thì đã xuất hiện trên Ford Everest phiên bản cao nhất này, Ford Explorer cũng đang trang bị, Ford Raptor cũng có. Hệ thống này thì hoạt động như thế nào? Chúng ta sẽ có một cái hệ thống thu lại những cái tần số sóng, những cái tần số tạp âm bên ngoài. Sau đó thì hệ thống này sẽ có mic sẽ thu này, và nó có một cái mic khác để phát ra những cái tần số đối nghịch ngược lại, triệt tiêu hoàn toàn những cái hệ thống dẫn đến việc mà có những tạp âm trong xe. Do đó về độ cách âm của chiếc Ford Raptor này, tôi nghĩ nó không thua kém bất kỳ một mẫu sedan hạng D, thậm chí là hạng E ở trên thị trường cả. Có cơ hội thì mời các bạn qua Ford Thăng Long 105 láng hạng, 103 láng hạng. Chúng ta hãy cùng trải nghiệm thực tế cái mẫu Ford Raptor này nó êm ái như thế nào. Như vậy là tổng kết lại, chúng ta sẽ có một chiếc xe hầm hố đồ sộ, vượt địa hình cực tốt. Khoang cabin thì đẹp không kém gì mẫu sedan. Hệ thống an toàn không có gì để chê trách cả.
6 túi khí cân bằng điện tử, phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử chúng ta đều có đầy đủ hết. Hạn chế duy nhất đó là chúng ta không có hệ thống cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện căng ngang phía sau. Cái này các bạn hoàn toàn có thể trang bị thêm được. Trang bị như thế nào thì mời các bạn vui lòng liên hệ trực tiếp với số hotline nhé. Gặp chị Hương, trưởng phòng bán hàng tại Ford Thăng Long để chúng ta có cái nhìn khái quát nhất. Hiện tại thì mẫu xe Ford Raptor này đang được khuyến mại tới khoảng 30 triệu tại Ford Thăng Long. Ngoài ra thì xe sẽ được tặng kèm thêm phụ kiện nếu mà trong trường hợp các bạn có thể ký chờ đợi được một thời gian. Thông tin chi tiết về mẫu xe này, tôi mời các bạn liên hệ trực tiếp theo số hotline. Còn bây giờ thì có lẽ là tôi xin phép dừng cái video này tại đây. Nếu có điều kiện thì tôi sẽ thử trải nghiệm thực tế mẫu xe này hoạt động ở đường đô thị ra sao, đường trường và đường địa hình như thế nào. Xin chào và hẹn gặp lại quý bạn ở trong những cái video clip tiếp theo. Xin cảm ơn ạ.